Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình thấy vé bác Trọng, bác Nguyễn Phú Trọng, một người rất được đảng và nhân dân yêu mến. Hôm nay mình được mình vé bác sẽ hoàn thiện. Mong video nó hơi dài thì mong các bạn xem hết ạ. Nhấn kênh đăng ký cho mình. Bây giờ chúng ta tải hết các cái đường dự hình đi. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào vé. Thế thì vé ảnh bác Trọng thì mình vẽ với tinh thần rất tốt, bởi vì mình cũng rất hay vẽ ảnh bác Hồ và bác Võ Nguyên Giáp và bác Trọng, những hình ảnh rất thân thiện với con người Việt Nam. Hôm nay tất cả mọi người cùng mình để xem thành quả hôm nay đối nạp. Xin video nó hơi dài thì mình xin các bạn xin lỗi các bạn là mình tua đi, các bạn cố gắng, thời gian là hơi lâu thì các bạn theo dõi nhé. Các bạn đừng đừng, đừng tua nữa, mình tua rồi, các bạn đừng tua nhé. Thôi mình sẽ bắt đầu. Xin mời các bạn. Mình các bạn ra cái video là mình muốn làm sao để các bạn xem rất hiểu cái thời gian dài quá, mình muốn tua đi, nên các bạn thông cảm, các bạn cố gắng cho hết video cho mình. Trong ngành với truyền thần thì nó là ngành rất khó các bạn ạ, bởi vì cái ngành truyền thần thì thứ nhất là sự kiên nhẫn, hai là mình yêu nghề, có sự đam mê rất cao. Mình nhớ xem trên YouTube có một bạn là có một ông cụ ở người miền Bắc ở Sài Gòn, và ông lên kênh truyền hình của các kênh người đã quay đấy, thì ông vẽ tặng các MC và các bạn tổ chức truyền hình một bức ảnh chân dung. Thì ông cụ cũng tâm sự, ông cụ đến bây giờ ông 80 81 tuổi rồi, cụ vẫn vẽ. Ngày xưa ở Hà Nội thì người ta gọi là hợp tác xã vẽ truyền thần đấy. Sau thế hệ các cụ là còn các cụ đấy, còn cái vẽ truyền thần thì khi ra những ảnh phóng to đẹp thì người ta cũng mai một đi mất số nhiều. Thế rồi cụ ông kể rất, cụ nhận nhận rất nhiều đến người đến học vẽ, và cụ chỉ cho các học sinh, thế như các nhiều phần cũng bỏ hết, đa phần là bỏ hết, bởi vì theo ngành này thì thứ nhất là để phát triển công việc thì nó không không không, không phát triển được, và là những ai yêu nghề và còn giữ lại muốn giữ lại cái nghề và cơ bản là đam mê thôi. Thì cụ vẫn ngồi vẽ. Mỗi năm trước tôi xem tầm 4 5 năm nay thì thấy cụ vẫn vẽ, không biết bây giờ cụ còn vẽ không. Còn một cụ ở Hà Nội nữa, chẳng biết phố cổ có hàng chiếu và hàng cót gì đấy, thì cụ vẫn ngồi vẽ truyền thần. Cũng rất nhiều người mà nó còn thích vẽ ảnh đen trắng. Cái ảnh đen trắng thì thần, vì ảnh đen trắng nó rất bền các bạn ạ, ảnh trắng nó bền lắm. Như bố tôi và các thầy tôi vẽ được hơn 60 năm nay rồi, mà ngày xưa là chưa có ép ra tích đâu, mà vẫn để nhà rất là cũ kỹ, nhiều dán nhiều chuẩn, nhưng dán không nhấm được, độ bền cực cao. Và cái theo tục lệ địa phương miền Bắc thì miền Nam tôi không biết, miền Bắc thì thông thường người ta vẽ truyền thần đen trắng, à người ta thờ ảnh thờ đen trắng, nhưng người ta không thờ ảnh màu.
anh mau làm kinh tế suốt bây giờ dỗi mỗi năm dỗi thì đam mê thì lại vẽ, và thỉnh thoảng có những người người ta vẫn đặt tôi vẽ, vẫn đặt tôi vẽ ý đít thôi, nhưng mà mình yêu nghề là mình vẽ. Các ông thì các ông cũng thích lắm, khoái vẽ tiểu thần. Được cái là mình chỉnh tiết thay áo mũ hoặc là sáng tối. Có những ảnh rất là cũ bằng cái ngón tay cái thôi, thì như hai vợ chồng họ đã tách ra, khôi phục lại những cái mờ mà dán nhớm mà hư hỏng. Có ông cụ ông bảo thôi ông cụ nhà tôi không có dâu thì thôi ông họa sĩ cho tôi xin thêm ông cụ tôi mấy cái dâu vào. Có cụ có thẻ đảng viên người ta đấy có 40 năm, thì bây giờ người ta có 50 năm, người ta muốn là thêm một cái thẻ đảng viên là 50 năm tuổi đảng, hoặc các cái gì bổ sung thay đổi. Nói chung là nó cũng ảnh hưởng đến cái việc giống, thì mình thêm người ta được áo quần mũ. Nếu các bạn nào người nếu ai muốn vẽ truyền thần đen trắng thì cứ Zalo cho mình, có số điện thoại và Zalo đấy, mình vẽ cho. Nói chung là ngành này thì là ngành đam mê thôi, nói chung giữ được cái ngành này là bây giờ nó mai một rồi, rất khó, ít người người ta vẽ, người ta cũng chả có thời gian học hay là sự là ngành vẽ truyền thần này. Thì ngày xưa là hợp tác xã là ngành chuẩn lắm, ngành đòi hỏi kỹ thuật cao đấy. Vẽ truyền thần thì nó không có cái chức năng về mới để nó hỗ trợ, giấy thì vẫn phải vẽ giấy thật thô, vẽ toki thôi chứ không vẽ giấy này, vẽ giấy này vẽ một khô không, không bắt được, không vẽ được. Vẽ giấy toki nó rất tốt, thì nó có giấy toki Hàn Quốc nữa giờ thì rất tốt, còn mực nước vẫn thế. Nói chung là công nghệ các thứ không có gì hỗ trợ. Đúng rồi. Vẽ xong thì mình sẽ rửa đi, rửa nước đi, rửa nước phơi để khô khô xong mình ép ép đi, không còn ép được, ép nối ép được là tốt. Ép một cái ảnh truyền thần để lên ban thờ các cụ thì chung là nhìn sang trọng và đúng lễ nghi. Còn vẽ chì này mình vẽ chì thì các bạn vẽ chơi, vẽ treo, vẽ làm kỷ niệm, vẽ tặng bạn bè hoặc là phác họa ra đường gặp bạn gái bạn nào cái thứ, rút đồ nghề lên vẽ tặng bạn bức. Nói chung là vẽ tặng bút chì là hay, gần để đi sâu vào ngành này thì nó cũng hơi phức tạp đấy. Có người cũng gặp phải nhiều khách, người ta vẽ thần này phải vẽ đúng người ta thế nào là thế, chỉ thay quần áo những cái thứ sáng tối hơn thôi. Thế nhiều cụ người là yêu cầu muốn vẽ người ta đẹp như giống, từ là làm khó họa sĩ quá, nó hơi vất. Cho nên là cái ngày này là mong khách hàng hiểu cho được thì tốt, hơi khó, giống như muốn sinh gái nữa thì cũng hơi hơi khó. Các bạn bấm vào kênh mình theo dõi, mình có kiến thức gì mình thì mình trao đổi kiến thức với các bạn nhé. Chung vé này là đòi hỏi cái độ sáng tối, chỉ cần hơi tối hơi sáng
nó sẽ cái việc gầy béo và độ nóng và độ nếp nhăn nếp các cái là cái độ sáng tối rất quan trọng, cho sáng và cho tối cho đều lên, nó tổng thể các bạn, tổng thể lên. Cái tóc thì mình cứ vuốt hay là đó, nếu mình có thời gian mình vuốt kỹ hơn thì kiểu cái gì nó khác đi thì đẹp hơn. Còn mình vẽ áo thì mình cứ vẽ áo thôi, áo thì mình cứ lấy cái chỉ than này thì nó sẽ đen hơn, thế nhưng cái giấy thì mình đánh thì mình cũng nói chung là vẽ áo thì nó đơn giản đấy các bạn, áo đẹp áo ướp hoa các thứ thì nó đơn giản đấy. Mình muốn hướng dẫn các bạn chủ yếu là cái phần vẽ người để cho có thần thái này, giống này và đẹp, thế còn cái nét vẽ để mà cho nó mịn mà và cho nó đẹp hơn thì nó phải thêm thời gian, phải mất bộ tầm hơn tiếng nữa vào cái bức ảnh này nữa, tiếng dưới đó các bạn, tiếng tiếng dưới thì nó hoàn mỹ một bức ảnh. Có những bức ảnh thì có sao, có gạch, có cái có hoa các thứ thì có thể lâu hơn nữa. Chứ áo thì mình thông thường thì mình không quay với áo hoặc là vuốt tóc đen, cái đấy thì tôi các bạn sợ các bạn chờ nó hơi lợ xem nó hơi lâu, nên là mình cắt bỏ cái đấy về về cái đấy để hiệu quả một cái ảnh thì mình nhìn có chiều sâu của các đứa bé và nhìn có cái hồn thần thái, vì mình vẽ người mà các bạn, vẽ người mình phải vẽ giống này, vẽ giống và có thần thái có sâu hình và thêm thời gian nó có một cái nét vẽ, nét vẽ nó đẹp. Chào các bạn nha, cái video này nó hơi dài quá nên là mình phải cua nhanh một tí để vẽ được một từ từ lúc dựng hình cho đến đây thì rất mất nhiều thời gian, phải 2 tiếng rưỡi, nên nếu cái video này mà cái ảnh này mà có thời gian mà ngồi nắn nót thêm thầm là nữa thì nhìn bố cục rất là sâu hình và rất đẹp và lên thấy rất đẹp. Thế là mình cũng không có thời gian mình xin dừng dừng bút ở đây, bởi các bạn hay các bạn nhấn đăng ký cho mình nhé, mình sau mình có rất nhiều bổ ích cái kiến thức để giúp các bạn hỗ trợ rồi. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình, xin chúc các bạn nhiều sức khỏe. Hẹn tất cả mọi người ở phần sau. Cái này không các bạn nhìn thấy là quan trọng rất giống. Thế cũng mong chúc bác mạnh khỏe để xây dựng đất nước Việt Nam tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Chúc bác nhiều sức khỏe. Chúc tất cả các bạn cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình xin chào các bạn.